Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Và trên tay mình đây đang là chiếc Samsung Galaxy A54. Và hôm nay thì mình sẽ tiến hành test hiệu năng chơi game ở trên cái chiếc Samsung Galaxy A54 này. Về cấu hình phần cứng thì chiếc máy này được trang bị một cái chip Exynos mới của Samsung, đó chính là Exynos 1380, đi kèm với dung RAM là 6 hoặc là 8GB, bộ cho 128 hoặc là 256GB. Pin được trang bị ở trên sản phẩm này thì sẽ có dung lượng là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 25W. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi thử test xem là con chip mới Exynos 1380 được sản xuất ở trên tiến trình 5 nanometer của Samsung thì nó sẽ chơi cái tựa game PUBG Mobile nó sẽ như thế nào nhé. Và mình xin cảm ơn cửa hàng Di động Việt đã hỗ trợ mình cái chiếc Samsung Galaxy A54 này để thực hiện video. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn đặt hàng trước cái sản phẩm này. Hiện tại thì giá bán chính hãng của chiếc Samsung Galaxy A54 tại trường Việt Nam đang là 10.490.000 đồng. Khi mà đặt trước tại Di động Việt thì các bạn sẽ có nhiều phần quà rất là có giá trị. Ok, quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy A54 của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ cho bạn xem cái điểm số AnTuTu đạt được của chip Exynos 1380 thì nó sẽ rơi tổng khoảng 508.000 điểm. Điểm CPU đạt là 148.000 và điểm GPU đạt là 152.000 với nhân là Mali G68. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào với tựa game PUBG Mobile nhé. Và mình đã vào trong tựa game PUBG Mobile thì mình sẽ cho bạn xem cái phần đồ họa thì hiện tượng. Đây. Nó không bật HDR. Nó chỉ bật được mức cao nhất là HD và tốc độ khung hình cũng chỉ dừng ở mức cao. Tức nghĩa là các bạn sẽ chơi tầm khoảng là 30fps mà thôi. Đây mình không hiểu sao đây một con chip khá là mới cũng như là nhân GPU, điểm AnTuTu của nhân GPU thì cũng khá là cao, nhưng mà bật đồ họa của PUBG thì cũng chỉ mức ở cao nhất là HD để giảm xuống cân bằng. Ô, cân bằng cũng không thể đẩy được tốc độ khung hình lên này. Xuống mượt thì cũng chỉ ở mức cao. Khá là khó hiểu. Chắc có lẽ là nó chưa được tối ưu ở trên con chip mới của Samsung. Mình sẽ chơi ở mức đồ họa HD nhé. Ok, sảnh cũng HD, cao. Mình sẽ bật thử răng cưa 2X lên và bật tính năng đổ bóng này. Ok, giờ mình sẽ vào bắn. Trước khi vào thì mình sẽ xem nào. Bây giờ đang là 16:21, mức pin đang là 58% pin nhé. Mình sẽ xem phần nhiệt độ nào trước khi test. Nó đang rơi là khoảng 34 độ C. Ở phía mặt trước 34-35 độ C. Ở phía mặt sau thì sao? Mặt sau thì khoảng 36 độ. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào bắn một trận nhé. Ok, mình vào bay luôn nhá. Thì nói thật với các bạn là 30fps. Đây nó dao động 30-31fps này. Nó khá là lag. Các bạn thấy là lúc lốt xuống nó bắt đầu loát cảnh này. Nó cũng kiểu tương tự như cái con chip mà Snapdragon 7 Gen 1 của Qualcomm ấy. Lần trước mình có test với chiếc Xiaomi 13 Lite thì con chip đấy nó vẫn còn chưa được tối ưu cho cái tựa game PUBG cơ. Lúc lốt đồ họa và chơi thì nó lag kinh khủng luôn. Chiếc máy này thì nó cũng chỉ chơi tầm khoảng là 30fps thì nói thật với các bạn là nó không được mượt cho lắm. Cảm giác nó không smooth đúng không? Mặc dù là điểm số AnTuTu thì cũng khá là cao chứ đâu phải là thấp. Cho nên là không thể dựa vào điểm số AnTuTu để đánh giá cái hiệu suất của một con chip được. Mình phải cũng nhờ khả năng tối ưu. Mình chỉ có mang tính chất là tham khảo mà thôi. Cảm ơn nghèo thế nhỉ? Màn hình con này thì 120Hz nên là cái thao tác độ nhạy của nó khá là mượt. Thôi chết rồi, rơi xuống rồi. Hồi nãy là 16:21 đúng không? Gọi như 16:20 đi, mình chơi trong vòng 10 phút cái tựa game PUBG này nhá. Để xem là nhiệt độ tỏa ra như thế nào. Ủa, mình thấy hiện tại nó đang khá là nóng rồi.
mình đang chơi ở mức đồ họa nó chính là HD. Tốc độ khung hình chỉ dừng ở mức cao, vậy nên là 30 FPS đây, các bạn có thể nhìn thấy ở góc đây. Khoảng từ đầu game đến nút đồ này thì nó khá là yên bình. Con Nhật bị Hàn bị Nhật giết. Hôm nay có một điểm cải tiến, đó chính là cái chiếc máy này nó được chạy con chip chạy cái gì nhỉ, được làm từ kính mặt lưng sau, về thiết kế nó đẹp hơn. Tuy nhiên thì khi mà chơi game như này nó cũng sẽ nóng, thì nó sẽ truyền nhiệt nhanh hơn. Nói chung là chơi thì mức FPS nó cũng chỉ dao động trung bình khoảng 30-31 thôi. Máy đang khá là nóng các bạn ạ. Vừa có tiếng bắn phát mình. Đây. Đó, các bạn thấy nó không được mượt lắm cơ. Lúc mà mở cốp ra để bắn thì khá là ấy. Thì cái loa ngoài cái thằng đồng đội nó đáp bom mình mất dậy này. Thank you.
thực sự lấy cảm giác mà không được mượt ý, khó chịu thật. Hy vọng là trong tương lai thì con chip này nó sẽ cập nhật được tối ưu hóa, chứ hiện tại bây giờ mà chơi PUBG mà nó như vậy, như là chơi thì vẫn chơi được thôi nhưng mà đồ họa của nó không được cao. Đây mình chơi được 10 phút rồi, mình sẽ xem nhiệt độ nhá, đang ở mặt trước khoảng 41 độ, 39-41 độ, còn gần trên này là 41 độ này. Ở phía mặt sau lưng thì sao? Ở sau lưng thì sẽ rơi tầm khoảng là 42 độ C. Đó. Thì đây là một cái nhiệt độ cũng gọi như là trung bình. Khi mà chơi game thì đa số smartphone bây giờ đều có một cái nhiệt độ sẽ rơi tầm khoảng như thế này. 30-31 độ. Mức pin là tụt từ 58 xuống còn 55% pin, tụt 3% pin. Thì viên pin 5000 bây giờ thì nó cũng sẽ đem lại một cái thời lượng sử pin nó tốt hơn cho cái chiếc máy này. Đó. Còn nói thật là mình khá là đáng tiếc khi mà cái chiếc máy này nó chưa được tối ưu hóa về cái tựa game PUBG Mobile này. Việc đồ họa của nó chưa được gọi như là mắc. Mình cũng chả cần đồ họa lên mắc đâu, chỉ cần mượt, nhưng mà sao? Nhưng mà cái gì thính thờ mất hết rồi, nào lút mất rồi. Nó cảm giác sấy, nó sấy súng, tâm súng nó cứ giật giật đúng không? Nghe được cái loa ngoài sản phẩm này nó nghe khá là ấm nhá. Loa kép luôn. Nghe rất là ấm. Đó, còn lại thì về FPS nó chưa được tối ưu nên là bây giờ vẫn chơi chỉ được khoảng 30 FPS. Mình hy vọng là trong tương lai con chip này nó sẽ được qua những bản cập nhật và nó cũng sẽ được cập nhật tối ưu hóa cái tựa game PUBG Mobile cho cái con chip Exynos 1380 này của Samsung. Và đó là cái bài trải nghiệm test hiệu năng của mình ở trên cái chiếc Samsung Galaxy A54. Các bạn nghĩ sao thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Và mình xin cảm ơn cửa hàng Di động Việt đã hỗ trợ mình cái chiếc Samsung Galaxy A54 này để thực hiện video. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Rất cảm ơn bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.